Thưa bạn, hôm nay đối với những bạn đang dùng máy Canon 6D nói riêng và những bạn dùng Canon nói chung thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn một cái cách chỉnh màu rất là hay để các bạn có thể chụp ảnh ăn luôn. Thì cái cách chỉnh màu này thì nó sẽ hơi hướng xám xám và nó như kiểu chụp đường phố Nhật Bản á, những cái khung cảnh kiểu Nhật Bản hiện lên trên phim ảnh á. Thì khi các bạn chụp ảnh bằng cái giả lập picture style ở trên máy này thì nó sẽ ra được màu khá khá giống giống như thế, thì nó rất là hay và nó có một ưu điểm là các bạn sẽ không phải chỉnh màu sau khi chụp và màu nó khá là ưng mắt theo mình nghĩ. Đầu tiên thì các bạn nên để chỉnh cái đấy thì các bạn vào bấm Q nhé. Thì đầu tiên mình sẽ chỉnh ở cái phần picture style trước. Thì đầu tiên các bạn vào picture style, mình chọn standard đó, rồi sau đó mình vào đây. Khi ở đây thì các bạn sẽ bấm nút info nhé để chỉnh kỹ hơn trong standard. Ở đây thì các bạn tăng sharpness lên thành cộng cộng 2 lần sharpness ở trên này nhé. Rồi tương phản thì các bạn cộng lên. Tương phản thì các bạn cũng cộng lên thành cộng 3 luôn. Đó. Saturation thì các bạn trừ đi 2. Đó, như mình ở trên máy này. Còn color tone thì các bạn cộng lên 1 thôi. Đó. Ngoài ra thì mình vẫn phải chỉnh thêm các như cái độ K này chẳng hạn. Ở phần độ K này thì mình sẽ để độ K là 4600. Cái này sẽ chỉnh ở cái này thì nó sẽ áp dụng cho mọi trường hợp cả. Nên một số trường hợp thì ở trong những ánh sáng khác thì nó sẽ ra màu hơi sáng hoặc hơi xanh thì mình thể điều chỉnh lại theo độ K nhé. Còn cuối cùng là mình sẽ chỉnh ở White Balance Shift. Ở White Balance Shift thì các bạn sẽ đẩy nó ở lên thành B3 và G3, chuyển về tông xanh lục và tông xanh lá để cho màu da nó chuẩn nhất có thể. Đó. Và giờ các bạn thể áp dụng luôn và đi chụp thử đường phố, áp dụng với những cái bạn nào mà thích chụp đường phố, chụp đời thường thì cái giả lập này khá là hay. Chụp chân dung thì cũng khá ok nhưng mà nó sẽ áp dụng với chụp chân dung đường phố thôi nhé. Cảm ơn các bạn.